dịch vụ. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư tư vấn doanh nghiệp hay nhất tại Việt Nam. Dịch vụ. Thì ngay bây giờ thì mình đang ở Nhật, thì mình trải nghiệm cái dịch vụ nó như thế nào. Thì cho vài ví dụ là ngay bây giờ mình đang ở trong một cái lounge. Thì là mình vô trong đây là ok, mình sẽ kể cho bạn hiểu cái dịch vụ như thế nào. Lúc mình đi vào đúng không, thì mình thanh toán với cái vấn đề tiền bạc xong, thế là người ta dẫn mình tới vô, mình muốn chọn lựa cho bạn bàn nào thì mình chọn. Sau đó thì người ta đưa một cái menu để mình chọn bia rượu mình uống đúng không, rồi sau đó là tất cả mọi thứ trong đây đều hoàn toàn miễn phí. Trong đây có thức ăn, mì, bia, rượu, tất cả mọi thứ. Nhưng mấy cái đó là gọi là thường rồi, nhưng mà gọi là vực dịch vụ thôi. Là người ta cứ đi qua đi lại để chăm sóc mình. Ngay bây giờ mình có hai đứa nhỏ đi chung, thì người ta tới người ta cho cái quá trời cái đồ chơi của con nít, rồi còn đứng cho chuyện với nó nữa, cả 30 phút một tiếng, rất là ân cần. Mà lúc mà không chỉ vậy nữa, mà trước khi mình tới đây, những cái người đó, những người mà giúp mình để vô cái lao này, thì người ta cầm mấy cái luggage, mấy cái bag của mình, người ta cực kỳ dễ thương. Giống như người ta đi cả 15-20 phút với mình để cầm những cái bị rất là nặng vậy đó. Và tới cuối cùng xong, mình giống như mình muốn tip thì ta, mình cho tiền người ta, người ta cũng không lấy, người ta không lấy. Bất cứ đi ngang một người nào thì người ta cũng chào, từ một người security guard, một người cảnh giác, với một người, tất cả mọi người cực kỳ dễ thương. Hồi nãy con bé nhỏ nó lỡ rớt đổ nước xuống dưới đất, thì cái cô nhân viên nó cổ ngồi xuống với đôi chân và đôi tay như bò vậy đó, và dọn hết cái nước đó, dọn cực kỳ kỹ, không phải là giống như mình dọn là xong đâu. Cô dọn cái đó là nếu mình dọn thì giỏi lắm, một phút là xong, cô dọn cả 5-6 phút xong rồi đúng không. Cô còn lên cô báo với cái người mà gọi là người quản lý là mới bị đổ nước ở chỗ này, rồi cái người quản lý người ta xuống, người ta coi, người ta cái cô quản lý cũng cầm một cái khăn xuống coi kỹ lại thêm một lần, coi thử còn nước hay không. Nó đến thế ghê gớm. Còn cái vấn đề mà giống như ok, mình đặt đồ ăn là người ta bưng tới bàn cho mình cũng là chuyện bình thường, nhưng mà cái con người không biết làm sao, cái xã hội nó tạo ra con người mà cực kỳ dễ thương. Và ngay đây, ngay bây giờ là mình chưa có dịp đi vô trong Nhật nha, mình không có thời gian đi vô trong Nhật. Ngay bây giờ mình chỉ có ở sân bay thôi, mà mình cảm nhận cái con người như thế nào, cực kỳ dễ thương. Thì mình mới bay từ Mỹ qua Nhật, thì đêm vừa rồi mình không có tắm. Hồi nãy mình vô mình tắm, mình đăng ký để mình vô mình tắm, thì nó có một cái phòng. Mình bước vô cái phòng đó, cũng giống như khách sạn 5 sao vậy đó. Đây quay vài cái hình cho bạn thấy, nó còn giống như còn hơn khách sạn 5 sao nữa. Nó là như thế, phục vụ và phục vụ. Tất cả mọi thứ của nó chắc chắn. Mà một thứ mà làm cho mình cảm giác rất là giống như là cái cô đó cổ khiêng mấy cái đồ đó cho mình. Đó tới 20 phút, 25 phút là lúc mình đưa tiền cho cô thì cô không lấy. Cái đó là phục vụ. Mà không chỉ vậy nữa, vừa rồi cô tới lại và cô đưa những cái đồ chơi nhỏ cho hai đứa bé nhỏ này để chơi. Và giống như ngay bây giờ ở trong đây thì nó hơi vắng, tại vì mọi người đã lên máy bay rồi, mình đang đón cái máy bay kế tiếp. Thì là những cái cô nhân viên này là cô tới, cô chăm sóc hai đứa con của mình, và cô xếp cho nó những cái con cò đó, cô tặng cho mấy đứa nhỏ này. Một cái sự dịch vụ mà mình trước đây thì mình cũng đi du lịch nhiều nước rồi,
rất là nhiều lúc trẻ đi bụi, nhưng mà mình chưa bao giờ thấy cái dịch vụ mà bằng ở Nhật hết. Và riêng cái bài này cho những cái người mà doanh nghiệp, công ty này công ty nọ, đúng không, mà muốn học về dịch vụ thì đơn giản thôi, có thể nghe mình diễn tả hoặc để trải nghiệm thôi. Bạn cứ đi Nhật thôi. Nếu mà bạn đi và chọn lựa một cái hãng bay đó, thì nên chọn lựa Anna, chọn lựa đó, bạn sẽ vui vì cái cuộc chọn lựa đó. Nó chăm sóc bạn từng ly từng tí, cực kỳ hay. Thì đây là một cái bài ngắn gọn về phục vụ. Người ta không nghĩ về giống như là tôi lấy được cái gì. Nếu tôi làm cái này cho bạn, tôi lấy được cái gì? Người ta không nghĩ tới đâu. Người ta chỉ nghĩ phục vụ là làm với con tim và làm hết trách nhiệm cái công việc của mình và không đòi hỏi một thứ gì khác. Thì đó mới là phục vụ. Cái đó quá hay. Và số con người của mình ở tại Việt Nam có một lứa tuổi lớn rồi mà cũng không biết học được, không hiểu về cái phục vụ là sao. Thì đây, và đây là phục vụ. Đây là phục vụ. Ok, mình tên là Daniel, tới từ Tiền Canon, kênh về đầu tư, tư vấn cho mình hay nhất tại Việt Nam. Xin chào.